Thưa quý vị, giá sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thời gian qua lên xuống thất thường, có lúc lên tới 90.000 đồng một kg, nhưng ngay lúc này đã giảm chỉ còn một nửa mà thôi. Nhiều thương lái bỏ cọc, bẻ cọc. Người trồng sầu riêng Đắk Lắk tiếc của, lo ngại trước diễn biến khá khó lường hiện nay. Và trước tình hình này, Hiệp hội sầu riêng Đắk Lắk đã có văn bản gửi các thành viên kêu gọi cộng đồng trách nhiệm xây dựng ngành hàng sầu riêng phát triển bền vững. Hiệp hội sầu riêng Đắk Lắk đánh giá vụ sầu riêng năm nay được mùa được giá, đem lại nguồn thu nhập lợi nhuận cao cho bà con nông dân. Bên cạnh đó, do hiện tượng tăng giá quá nóng mất kiểm soát, hiện tượng tranh mua bán cò giá khiến cho những doanh nghiệp làm ăn chân chính gặp khó khăn. Hiện nay khi giá sầu riêng quay đầu giảm, nhiều doanh nghiệp chấp nhận thua lỗ để bảo đảm thương hiệu, nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản, đành neo vườn, bỏ cọc, bẻ cọc. Đứng trước tình hình này, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Hiệp hội sầu riêng Đắk Lắk kêu gọi bà con nông dân cùng doanh nghiệp thỏa thuận thống nhất giá mua hợp lý nhằm hỗ trợ chia sẻ một phần khó khăn, rủi ro cho doanh nghiệp. Từ đó nông dân và doanh nghiệp cùng nhau chia sẻ lợi nhuận để mang lại thắng lợi toàn diện cho vụ sầu riêng 2023. Thưa quý vị, thời gian gần đây, đặc biệt là khi ngày càng có nhiều sản phẩm nông nghiệp được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, hoạt động cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói tại các địa phương đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao uy tín của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế và gia tăng kim ngạch xuất khẩu. Tại tỉnh Lâm Đồng, ngành nông nghiệp tỉnh này đang yêu cầu cả nông dân và nhà quản lý phải tập trung vào hoạt động cấp mới và duy trì tốt mã vùng trồng cũng như là mã cơ sở đóng gói. Hiện toàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng 19.700 hecta sầu riêng, tăng hơn 6.000 hecta so với năm 2021, trong đó có hơn 10.800 hecta đã cho sản phẩm. Dự kiến sản phẩm năm nay sẽ đạt khoảng 115.000 tấn. Dự kiến năm 2027 đến năm 2028, toàn tỉnh sẽ có khoảng 19.000 hecta đến thời kỳ cho sản phẩm, tương ứng sản lượng khoảng 225.000 tấn, gấp đôi so với sản lượng hiện nay. Tham gia mã số vùng trồng là xu hướng tất yếu của địa phương. Trước đây cứ nghĩ là làm mã vùng cũng được mà không làm cũng được, rồi là làm ra thì có cái công ty nào có giữ cái mã vùng đó cho mình nữa không, người ta đang băn khoăn như vậy, nên người ta đang còn cái lựa chọn. Và theo mình á, thì bà con muốn làm thì trước tiên bây giờ những cái công ty mà đã xuất khẩu mà chính ngạch mà đã làm ăn mà tốt rồi á, thì nó sẽ có trên cái hệ thống hải quan người ta quản lý rất là tốt, bởi vì cái công ty nào mà chính ngạch thì đồng tiền nó sẽ quay về hệ thống ngân hàng và hệ thống hải quan, người ta sẽ quản lý được đó, thì mình chọn những cái công ty đó để mình làm những cái mã vùng cho nó tốt, để cái sản phẩm của mình không được, nó không bị hư mất. Nếu mà cái mã vùng mà mình đưa cho một cái công ty đó nào đó xuất nhập khẩu mà làm không tốt về sâu bệnh thì người ta sẽ khóa cái mã đó lại. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Lâm Đồng đã có 35 mã số vùng trồng và 5 mã cơ sở đóng gói đã được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp. Trong đó, mã số vùng trồng sầu riêng là 33 mã số với quy mô trên 2.300 hecta, tổng sản lượng gần 80.000 tấn một năm. Ngoài ra, toàn tỉnh có 29 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác đại diện cho mã vùng trồng sầu riêng với diện tích gần 3.400 hecta. Để trái cây vua này xuất khẩu chính ngạch, việc bảo vệ mã vùng trồng, đóng gói hay đầu tư vào chất lượng trở thành yêu cầu bắt buộc. Như vừa rồi, tôi thấy là vì mình không có mã vùng trồng nên là họ toàn, tức là các nơi khác họ đến họ mua sản phẩm của mình, rồi mang về họ ghép vào cái mã vùng trồng của họ. Vô hình chung là sản phẩm của mình bị mất thương hiệu. Rõ ràng sản phẩm của mình thì ngon nhưng mà cuối cùng là lại thương hiệu là mã vùng trồng của người ta. Tức là đây là cái thiệt thòi cho bà con xã viên. Đây là cái tôi nhận thấy như vậy. Thế nguyện vọng bà con cũng muốn có mã vùng trồng để là một là ổn định về cái là nguồn đầu ra, cái thứ hai là để đảm bảo về cái thương hiệu sản phẩm. Cái lượng trái người ta đi cũng nhiều, lượng cấp đông thì nói tóm lại là Việt Nam mình thì cái lượng sầu riêng Việt Nam mình không thể cung cấp đủ cho thị trường chung được. Đấy, rồi sắp sửa tới nghe cũng có thị trường Ấn Độ cũng ăn lại sầu riêng. Thì đấy, nếu mà hai cái đất nước tỷ dân đấy họ mà tiêu thụ thì nói thật là Việt Nam mình, cái lượng hàng của Việt Nam mình là không thể nào mà đáp ứng đủ trên là. Quan trọng là bây giờ trồng là phải nắm bắt được cái kỹ thuật. Theo quy trình, tại các cửa khẩu, mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói sẽ chịu sự giám sát một lần nữa của nước nhập khẩu. Nếu làm tốt thì thời gian thông quan và tỷ lệ lấy mẫu sẽ giảm bớt và rút ngắn theo từng năm.
Như vậy, trách nhiệm quản lý mã số, nâng cao chất lượng nông sản đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu không chỉ là quyền lợi của chủ thể mã số mà còn là quyền lợi của mỗi địa phương. Số liệu của Tổng cục Hải quan tháng 8 vừa qua là tháng thứ 3 liên tiếp đánh dấu sự khởi sắc của ngành hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam khi xuất khẩu các sản phẩm mây tre, cói, thảm đạt hơn 64 triệu đô la Mỹ, tăng 4,2% so với tháng 7 và tăng 4,4% so với tháng 8 năm ngoái. Tuy vậy, lũy kế tháng 8 xuất khẩu sản phẩm mây tre, cói, thảm của Việt Nam đạt trên 485 triệu đô la Mỹ, vẫn giảm 18,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo xuất khẩu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam trong những tháng tới vẫn sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn do cạnh tranh gay gắt từ các thị trường như Ấn Độ, Mexico, Thái Lan. Từ nay đến cuối năm 2023, các thị trường xuất khẩu truyền thống doanh nghiệp cũng nên tập trung khai thác thị trường khác như Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mexico và Chile. Thưa quý vị, bản Lao Chải 1, xã Khun Há, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, nằm giữa lưng chừng núi, được bao bọc bởi những cánh rừng già, ít ai có thể ngờ rằng một bản vùng cao nghèo nằm heo hút trong rừng những năm trước, nay lại là một điểm du lịch hấp dẫn hàng chục nghìn lượt du khách tới trải nghiệm và khám phá mỗi năm. Với cảnh sắc thiên nhiên đẹp như cổ tích ở Lai Châu, bản Lao Chải 1 được xem là điểm đến không thể bỏ qua khi đến với vùng cao Tây Bắc. Nơi đây có độ cao 1.200m so với mực nước biển, quanh năm mát mẻ. Nhờ sự bao bọc của đại ngàn, cho nên con người và muôn vật ở đây vừa mộc mạc, chất phác, lại vừa có sức sống, sức vượt khó mãnh liệt. Với mục tiêu phát triển du lịch, tăng thu nhập và xây dựng nông thôn mới, bà con đã lựa chọn kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp với du lịch. Các sản phẩm của bà con ở đây làm được thì đấy là có rất là nhiều thứ về cái sản phẩm ẩm thực bà con tự làm ra, như là rau củ quả này, rồi là cái thịt treo cám bết này, khách đến là khách rất là thích cái món này, với lại cái mặn mến của dân tộc Mông ngày xưa thì toàn bộ là dùng cái này, thì khách cũng rất là muốn trải nghiệm cái món này. Tới Lao Chải, ngày nay không còn thấy cái nghèo đeo bám nữa, nhờ có lợi thế về khí hậu, cảnh quan nên bà con vận dụng sửa sang trang trí lại nhà cửa. Những ngôi nhà cổ truyền thống của người Mông nay khang trang hơn. Ngoài làm thêm cổng gỗ, bà con còn trồng nhiều cây tạo cảnh quan, trong đó nổi trội là các loại hoa phong lan. Phụ nữ người Mông vẫn thêu may quần áo truyền thống cho gia đình, một trong những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào người Mông. Những nét văn hóa độc đáo và cảnh quan gần gũi với thiên nhiên nơi đây đã thu hút phần lớn du khách thập phương tìm đến trải nghiệm, khám phá. Trung bình mỗi năm, bản đón khoảng trên 20.000 lượt khách đến khám phá và lưu trú. Mặc dù lần đầu tiên đến đây cũng cảm nhận được cái người dân thân thiện, đặc biệt là cái thân thiện. Mặc dù đi rất nhiều nơi, ở nơi khác người ta cũng có cái du lịch, nhưng mà ở mỗi nơi thì có cái một cái đặc thù riêng. Và đặc biệt ở Lao Chải này thì em thấy là khi vào bản, từ đầu bản đến cuối bản là được trang trí rất là nhiều cái khung cảnh đẹp. Đặc biệt là cái quả thông, em rất là ấn tượng với cái quả thông này. Nhờ sự đồng lòng san sẻ nên đến nay cả 43 hộ gia đình ở Lao Chải 1 cùng làm du lịch cộng đồng. Việc đón tiếp và hướng dẫn cho du khách ở Lao Chải 1 cũng không của riêng ai. Đến Lao Chải 1 hôm nay sẽ thấy một diện mạo nông thôn hoàn toàn mới, thu nhập của người dân ngày càng ổn định và khấm khá hơn, đời sống ngày càng được nâng lên. Thời gian qua, lãi suất ngân hàng liên tục có xu hướng giảm. Trên các hội nhóm về ngân hàng, không ít bài đăng ngỏ ý tìm mua lại sổ tiết kiệm lãi suất cao trên 8% một năm. Ngược lại, nhiều cá nhân cũng muốn sang nhượng lại sổ do không muốn rút trước hạn. Theo đó, nhiều cá nhân có nhu cầu mua bán sang nhượng sổ tiết kiệm đăng bài trên các hội nhóm mạng xã hội cũng xuất hiện rầm rộ. Trên một hội nhóm có gần 50.000 thành viên, mỗi ngày có hàng chục lời giao chuyển nhượng hay nhận chuyển nhượng sổ tiết kiệm lãi suất từ 7,5% một năm đến 9% một năm. Các cá nhân này cam kết sẽ đến trực tiếp quầy của ngân hàng để chuyển sổ sang tên cho người mua. Làm rõ hơn thông tin, người này cho biết hình thức mua bán là mệnh giá cộng với phần lãi suất từ lúc gửi đến lúc chuyển nhượng. Người mua sẽ hưởng lãi suất cho thời gian còn lại. Theo các luật sư, chuyển nhượng sổ tiết kiệm ngân hàng không phải là một hình thức mới và ngân hàng nhà nước cũng cho phép chuyển giao quyền sở hữu tiền gửi tiết kiệm với điều kiện giữ nguyên kỳ hạn, lãi suất và số tiền gửi. Tuy nhiên, để tránh rủi ro, các cá nhân cần trực tiếp ra ngân hàng để giao dịch và có sự đồng thuận đối chiếu từ phía ngân hàng.